Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Buổi sáng ngày hôm nay 24 tháng 3, Khang Minh làm một đoạn clip ngắn để giới thiệu mấy cái sản phẩm hàng Mỹ tiếp tục về các bác nhé. Crown 5000, iTech 6000 hàng đời cao, nguồn sung, Khang Minh về thêm 2 con nữa. Gần như là hàng những cái hàng này của Khang Minh là hàng demo chạy rất là ít giờ. Khang Minh cung cấp đi rất nhiều cái con Crown iTech 6000 này. Quay qua để các bác và quý anh em cùng xem cái video ngắn này hôm nay Khang Minh giới thiệu hàng về nha. Cực kỳ đẹp luôn. Có rất nhiều các video về Crown iTech Khang Minh up lên kênh các bác và quý anh em xem để nắm được cái thông số kỹ thuật, cái công nghệ của cái con Crown iTech 6000 này và test âm nữa. Mọi người có thể xem lại những cái video bên trên nữa trên kênh của Khang Minh GPL, chuyên những hàng cao cấp về âm thanh pro, âm thanh biểu diễn ca hát chuyên nghiệp. Hai con Crown 5000 nữa các bác và quý anh em cùng xem. Đẹp xuất sắc luôn. Và tay sách đây. Hàng vừa về Khang Minh vừa khui xong. Và hôm nay thì Khang Minh sẽ chuẩn bị làm mấy cái video dần dần để test âm, rồi thì test cục đẩy, rồi thì mấy thứ các bác và quý anh em đã đặt hàng Khang Minh từ những ngày trước. Sau đó Khang Minh sẽ sắp xếp dần dần từng khách hàng để Khang Minh test sản phẩm đi của từng các bác và quý anh em, sau đó sẽ ship hàng đi để trả mọi người. Riêng về Crown 5000 và 5002 thì các bác quý anh em nào đã đặt hàng Khang Minh thì chủ động chuyển nốt tiền để Khang Minh ship hàng trả các bác nhé. Còn các quý anh em mà đặt hàng COD thì trong hôm nay và ngày mai Khang Minh sẽ đóng hàng để gửi đến các bác và quý anh em. Mọi người đã đặt hàng, đặt một phần tiền để Khang Minh vận chuyển COD. Mọi người nhận được kiểm tra, sau đó là trả lốt tiền còn lại cho bưu cục giúp Khang Minh. Các bác cùng xem này, những con cờ đao của Khang Minh. Đây là toàn là hàng đời đầu nhé. Riêng 5000 thì các bác nhìn là biết cái model cờ đao 5000 nó là đời đầu. Chạy toàn bộ 32 con sò vương miện và đẹp xuất sắc luôn, zin nguyên bản sản xuất tại Mỹ. Những cái con này đánh công suất thì đánh loa full, loa sub nó đều đẳng cấp vô cùng, công suất lớn. Khang Minh mời các bác tiến vào trong chúng ta xem thêm về cờ đao ngày hôm nay. Các bác quý anh em quan tâm đến những con cờ đao đẳng cấp, chất lượng mà hàng tuyển của Khang Minh thì mọi người liên hệ cho Khang Minh nhé. 5002, hai con. 5000. Khang Minh sẽ quay những cái con công suất lớn trước. Bên trong này 4 con. Đều là những con cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Cái cặp 75 này của em Tô Quốc Lâm anh sẽ test sau nhá, bởi vì công việc mấy ngày hôm nay anh khá là bận. Test sau để sau đó ship và trả em cặp 75. Và những con 1200, 2400. Hai con cover BM420 thì hôm qua Khang Minh giới thiệu, nó về ngày hôm qua. Và bên này là 3600 này các bác. Sắp tới Khang Minh về thêm cái bàn Dynacorp, ví dụ như bàn CMS600 để các bác dùng gia đình này, hoặc là các bác quý anh em nào cần nhiều đường line hơn, ví dụ như model CMS1000-3, 1000 đến 1600 thì mọi người dùng nhiều đường line, hoặc là các quý anh em làm về âm thanh sự kiện sẽ hay dùng những cái con nó có nhiều đường. Còn các bác quý anh em dùng những con gia đình thì CMS600 hoặc là CMS1000 thì nó là tuyệt vời rồi. Tha hồ đủ cổng, đủ đường để các bác có thể chơi được cả một dàn nhạc sống đến nhà luôn. Còn những cặp loa thì Khang Minh sẽ giới thiệu sau. Quay qua cái cặp 835 này sẽ giới thiệu sau nhé các bác nhé. Bởi vì hàng về Khang Minh phải kiểm tra rất là nhiều thứ. Có lẽ hôm nay Khang Minh sẽ khui đến cái cặp 4726ACT2 này để mọi người sẽ xem và cùng chiêm ngưỡng với Khang Minh. Cặp này thì đẹp thơm hắc luôn, 4726A. Loa full đơn nhưng mà loa 4 ôm rất là đẳng cấp cái model này. Và cặp RX515 đây các bác quý anh em đang hỏi Khang Minh cặp này. Cặp này thì đẹp cực kỳ rồi. Nó còn cả tem luôn ở e-căng loa. Cặp này là made in Mexico, Khang Minh đã có video giới thiệu cặp này rồi. Các bác có thể xem lại cái video đó giúp Khang Minh. Rất là đẹp luôn.
Còn MRX525 thì cặp này Khang Minh đã có khách đặt từ trước khi loa chưa về. Quý anh em nào có nhu cầu cái MRX525 thì tới Khang Minh có một cặp đang trên đầu nguồn công, chuẩn bị cập bến, 525, 715. Đó là những cái dòng từ leo. 725 nữa, 725 thì bên trong loa đẹp, chỉ có thiếu xốp thôi. Đây là cặp súp MRX518S. Vậy các bác quan tâm đến những sản phẩm âm thanh bị bãi hàng cao cấp trên Khang Minh thì mọi người liên hệ cho Khang Minh, hoặc đây là số máy và địa chỉ của Khang Minh. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.